Một vụ nổ kinh hoàng tại khu nhà trọ ở Bình Dương khiến một nam thanh niên bị cháy đen toàn thân. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch. Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, tại khu vực phòng trọ liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ, áp lực lớn đẩy khói, lửa từ bên trong ra ngoài trông rất đáng sợ. Bên trong căn phòng trọ, một nam thanh niên với toàn thân cháy đen cố gắng lết ra cửa và được người dân phát hiện chạy đến ứng cứu. Trước đó, giữa trưa ngày 29 tháng 8, người dân nghe tiếng nổ lớn ở phòng trọ nằm trên đường Dân Lập 15 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Xe cấp cứu sau đó đã đến đưa nam thanh niên bị cháy đen toàn thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Dương Văn Duy, sinh năm 1997, quê Quảng Nam, tạm trú Bình Dương. Sau khi chuyển lên khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, tiên lượng rất nặng. Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, chờ kết quả giám định và chưa công bố nguyên nhân vụ nổ. Căn phòng trọ bị nổ nằm ở gần cuối dãy trọ. Các phòng trọ bên cạnh không có ai ở nhà nên không có thêm người bị thương. Sau vụ nổ, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, phun nước dập tắt đám cháy.